thả giót cho ta trăm ngàn ly rượu độc để đời đời mai mỉa chua cay. Đưa ta đi, đưa ta vào cơn lốc cho mang mang, cho hoang mang đến tận đỉnh sầu. Trời ơi, sao từ sáng giờ uống hết chai rượu mà không thấy say? Chả biết XO kiểu gì đó. Điêu thuyền ơi, mang rượu ra đây cho cha đi. Điêu thuyền. Dạ. Ui giời, sao con làm cái gì mà cứ quỳnh huỵch thế? Con gái con lứa là lúc nào cũng phải rất là dịu dàng. Ủa cha, sáng chưa cho ăn breakfast, cha uống rượu gì cha? Và cái rượu gì mà từ sáng giờ ra uống là chả say gì cả? Trà mà say gì cha? Sao lại trà? Thì cũng cha, cha nói á, uống hết rượu thì đổ trà vô chân cho nó sang. Ui giời ơi, thế là ai uống mà hết? Có. Ui. Bó tay. Có đứa con gái mà uống rượu như thần thế này. Ủa mà cha, sao tự nhiên cha buồn hiu vậy cha? Buồn, buồn mà không có gì để say đây này. Buồn như ly rượu đầy, không có ai cùng cạn. Buồn như ly rượu cạn, không còn rượu để say. Được không? Cha, con nói thiệt nha, cha hát thì hay dữ lắm luôn, mà cha đừng có nhảy kỳ lắm. Kệ tao. Cha, cha có chuyện gì buồn cha nói con nghe được không cha? Buồn lắm đi. Buồn mà buồn sao, nói cho con biết đi. Tất từng khúc ruột đây này. Đứt ruột hả? Vậy thôi con chở cha đi nói ruột nha. Con này buồn tức là buồn buồn à, cha muốn đi cầu á hả? Mày điên à? Tại cha nói gì vậy? Con đâu có biết chứ sao? Bao nhiêu trí khôn nó dồn hết vào chân hay sao, cứ dài thường thượt đó. À, buồn buồn thiu. À là buồn buồn hiu á phải không? Ừ. Hèn chi cha ơi, thôi cha vô cha ngồi đi. Cha vô cha ngồi giùm con đi. Cha đổ mồ hôi trơn rồi, kêu Jennifer lấy khăn ra lau cho ông lẹ lên. Dạ. Mày lấy cái khăn gì mà mày đi lâu thế? Dạ con phải đi theo nhạc đó không? Mày đứng ở đấy thì người ta che hết rồi, máy quay vào tao làm sao được? Dạ thưa ông, hôm nay nhà mình có ai chết mà ông khóc quá vậy ông? Bố mày chết ấy. Ủa bố của Jennifer chết lâu rồi mà. Người ta là con ở thì người ta là con sen hay là con nụ con vối gì tên là Jennifer. Mày làm như là mày là hoa hậu. Ủa ông không có biết cái vụ mà con xác định cho ở Mỹ hả? Mà con qua Mỹ rồi là con thi quốc tịch. Con có quốc tịch rồi, con bảo lãnh ông qua nha. Mày qua Mỹ làm cái gì mà tiếng Anh tiếng U mày không biết, mày qua đấy mày lại đi ở đợ à? Ông nói gì mà cũng nói nghe được à? Ông không có nhớ cái câu ông dạy con à? Cây quýt trồng ở Giang Tây thì chua, mà trồng ở Giang Đông thì ngọt. Con tuy ở đây có thể là ở đợ, nhưng khi qua Mỹ con sẽ là chủ chợ. Còn ông ở đây tuy có thể là làm lớn, nhưng có thể qua Mỹ ông sẽ lãnh welfare. Thôi tôi kêu đi ra đây á là lau mặt cho cha, tự nhiên nhiều chuyện quá à. Lau dạ, cho mặt cho cha gì? Để con trời lau cho. Sao lấy cái khăn không toàn lau mặt vậy? Dạ tại vì cái khăn lau mặt ông lấy ông lau bàn rồi. Thôi ơi, đi vô lẹ lên lấy khăn khác lau cho cha ta. Dạ.
Đi đi, sao lại còn đứng đấy làm gì? Dạ con chờ nhạc đó ông. Trời ơi. Không có nhạc. Ủa không có nhạc hay gì, thôi để đi tự nhiên. Mệt cũng chết luôn à. Trời ơi cha con thiệt với cha nha. Con mệt với cái con nhỏ này quá trời. Cha mà không chết vì bệnh thì cũng chết vì điên vì con này. Cha, cha có chuyện gì buồn? Bộ cha bị lay off hay cha nói cho con nghe đi cha. Không, hoàng thượng mới gửi mật chiếu. Mật chiếu? Mật chiếu ở đâu? Dạ có mật chiếu đây. Dạ chiếu đây, mật đây. Con điên, mày đi vào ngay cho tao. Ủa, nói mật chiếu con mang ra mật chiếu mà cũng sai à. Có lỗi quá, đi vô tự xử. Trời ơi cha ơi, con điên đầu với con nhỏ này. Cha, mật chiếu gì đâu, con đâu có thấy ai gửi đâu cha. Hoàng thượng hồi sáng nay inbox cho cha. Trời ơi. Đây này, dài lắm. Rồi cha đọc con nghe đi. Chấm không may sinh vào thời loạn, ngồi chân gai vàng mà như ngồi trong đống lửa. Gian thần Đổng Trác và con nó là Lã Bố hoành hành trong triều, bao nhiêu cung phi đẹp chân dài bị nó chiếm hết, chia nhau xài. Chỉ để lại mấy bà vừa già vừa béo vừa hôi, đứng gần thôi là chấm đã ngất vì xấu quá. Nó lại còn mở party chụp hình post Facebook. Ủa? Trời. Hôm sinh nhật chấm, nó gửi thiệp có nội dung là kính chúc bệ hạ sắp sửa hạ bệ. Thế có láo không chứ? Chấm nhìn trước trông sau, thấy có mình khanh là trung thần, là cha đấy. Dạ. Yeah. Cơ đồ nhà Hán, vì cơ đồ nhà Hán, nay Hiền Khanh giúp chấm bí mật kêu 500 anh em thanh toán nó để chăm họ được yên vui. Trời. Xong việc, Khanh gọi cho chấm, nhớ gọi bằng điện thoại V247 cho âm thanh rõ ràng và không bị mất sóng. Đấy. Ký tên Hán Hiến Đế www.vuabuonnhin.com. Đấy. Cha. Ui giời, cái gì đấy? Cái thằng Đổng Trác là thằng nào vậy cha? Phải gọi là Đổng Thái Sư. Chứ mà gọi Đổng Trác chém đầu cả nhà mình. Nghe nè, tại sao ông Đổng Thái Sư là nguyên cả triều đình vua mà ai cũng sợ ông hết, không có ai trị được ông sao cha? Thế mới nói bây giờ cha đang phải nát óc suy nghĩ là phải làm thế nào đây này. Suy nghĩ lắm đấy. Con gì vậy? Sao tự nhiên cha quỷ cha? Con là con phải cứu nhà Hán. Trời ơi, con biết gì đâu mà cứu. Con phải cứu vua. Trời, con còn nhớ không? Nhớ gì? Ngày xưa hồi con còn nhỏ, cha đưa con đi xem bói, bà thầy bói nói với cha là con có số sát phu, lấy thằng nào chết thằng đấy. Hả? Sát phu lấy thằng nào chết đó. Ừ. Thiệt không cha? Cha buồn. Trời ơi, con thích quá à. Cái gì đấy? Thì tại vì lấy nào chết đó không được lấy nhiều, chồng thích sao được cha. Chính vì thế nên cha quyết định là con phải hy sinh, gả cha, gả con cho Đổng Trác để cho nó chết cha nó đi. Hy sinh phải không? Hy sinh. Ủa, nhưng mà bộ ông xấu lắm sao mà cha kêu con phải hy sinh? Không xấu thì cũng không mặt giống con chó mặt sệ, mà bị một cái tật là không bao giờ tắm cả. Không sao, bây giờ con nói cho cha nghe, con lấy là ổng chết liền cho nên con không sợ, con sẽ hy sinh gì cha. Cha đừng có lo nha, nha cha. Ui, hay. Thưa ông, con xin có ý kiến. Làm sao con? Cô con vốn dĩ là lá ngọc cành vàng. Đúng. Quanh năm sống trong cảnh kính cổng cao tường, một chiếc lá rơi cũng làm cho cô con hoảng sợ. Đúng. Vậy mà ông nỡ lòng nào lại gả cô con cho Đổng Trác, vừa già vừa xấu lại vừa hôi. Tội cô con quá cô ông ơi. Cái con này ta nói ta hy sinh rồi tự nhiên. Ồ, cô hy sinh à? Ủa? Cô đã dám hy sinh vì nước thì con đây cũng sẽ hy sinh vì cô. Con hy sinh như thế nào? Đây, con có cách như thế này. Ừ. Ông cứ gả Đổng Trác cho cô đi. Ừ. Cho cô cho Đổng Trác đi. Sao? Đêm tân hôn, con sẽ lẻn vào phòng Đổng Trác. Rồi sao nữa? Con leo lên giường Đổng Trác. À. Con rút cái trâm ra. À, rồi sao? Trâm. Rồi con sẽ động phòng cùng với Đổng Trác. Con điên.
đồng trác nó thích chân dài chứ chân bằng hai gang như mày để nó chém đầu cả nhà tao à? Dạ thôi vậy thôi, con sai, con xin phép con đi vô. Mệt chứ con này dễ sợ luôn á cha. Rồi đó, bây giờ con thi sanh cho cha rồi đó. Nhưng mà cái con điên vừa rồi nó lại nhắc cho cha một cái chuyện này. Chuyện gì cha? À, cha có một cái kế nữa. Kế gì? Liên hoàn kế. Bây giờ cha gả con cho đồng trác xong, cha sẽ bí mật gả con cho lão bố. Hai cha con nó sẽ ghen tuông mà giết nhau. Cha, cha gả con cho đồng trác, gả con cho lão bố. Cha con cũng phải lấy hai cha con. Cha cũng đau lòng lắm. Thiệt không cha? Trời, con thích quá. Cha gả lẹ nha cha. Thích quá à. Làm ủa, đi cha. Con cứ làm cho cha hồi hộp quá. Cái gì vậy? Chứ ông là... con xin có ý kiến. Là ý kiến nữa hả? Trời. Bây giờ cô con vốn dĩ là lá ngọc cành vàng à. Quanh năm sống trong cảnh kính cổng cao tường. Một chiếc lá rơi. Thôi chúng mày con... Thôi. Nãy giờ tao nghe hai lần câu đấy rồi. Dạ. Mày nói gì mày nói luôn đi. Cô con như vậy nè, mà ông gả cô con cho Đổng Trác, rồi gả cho lã bố nữa, một mình cô con sức đâu mà chịu cho nổi, tội cô con lắm ông à. Nè, ta đã nói ta hy sanh mà cứ nói hoài à. Ủa cô hy sanh hả? Ủa, cô đã dám hy sanh vì nước thì con đây cũng sẵn sàng hy sanh vì cô. Là hy sinh như nào? Cứ gả cô điêu thuyền cho Đổng Trác đi, còn riêng con hãy gả con cho lã bố. Mày đi vào ngay trong kia cho tao. Đi vô dạ. Liền. Ủa sai nữa hả? Sai. Sao nãy giờ con sai hoài vậy? Dạ con xin phép đi vô. Đó, bây giờ cha đừng có lo nha, cha yên tâm nha. Con sẽ hy sanh lấy hai cha con cho nó chết nó. Nha, giờ con cảm ơn con. Con vào con chuẩn bị đi để cha gọi ngay cho Đổng Trác. Đổng Thái Sư. Alo, Đổng Thái Sư hả? Dạ vâng ạ, dạ Tư Đồ Phủ Doãn đây ạ. Hôm nay là sinh nhật của Lão Phu. Lão Phu mời Đổng Thái Sư ghé bộ uống chén rượu nhạt. Dạ vâng, dạ không quà cáp gì cả, không cần ạ, dạ tiền mặt được rồi. Vâng ạ, dạ, vâng ạ. Dạ chào Thái Sư, see you later, bye. Đổng Thái Sư. Dạ làm. Có chuyện gì? Dạ, ban nhạc bị chó cắn. Nhà ông nuôi chó bẹt dê à? Còn mấy con chihuahua thôi. Chihuahua gì mà dữ vậy? Làm sao mà tổng Đổng Thái Sư đi đâu phải có ban nhạc đi theo à? Chứ sao? Nó làm gì mới hoành tráng được. Chúc sanh thần Dương Từ Đồ đa tạ Đổng Thái Sư vui vẻ và mau ăn chóng lớn. Hết lớn được rồi thầy. Đa tạ Đổng Thái Sư. Đổng Thái Sư trông vẫn oai phong lẫm liệt. Nhưng mà dạo này có gì hơi khác khác này. Tôi nhìn thấy là ngày xưa ấy thì ăn mặc rất là hoành tráng, nhưng mà bây giờ thì có vẻ là hơi bị hoa hòe bảy màu nhỉ, hay là có vấn đề về giới tính? Ai nói giới tính ta không bao giờ thay đổi. Không thay đổi mà cái tay làm ghê ấy. Ta liệu thôi. Đổng Thái Sư có một cái thói quen mà không biết là bây giờ đã thay đổi chưa. Là thói quen không bao giờ tắm. Ai nói? Ta tắm, có tắm mà. À, tắm bao nhiêu lâu một lần ạ? Một năm tắm một lần. Sạch quá. Vậy mà tôi có một cái điều thắc mắc này. Cái gì nữa? Tắm ít như thế mà lúc nào Đổng Thái Sư cũng người cũng rất là thơm. Không biết là Đổng Thái Sư dùng loại nước hoa gì mà xịn như vậy? Nước hoa gì? Nước hoa nào mà ta dùng cho đủ? Đó là cái mùi ông hửi thấy. Đó chính là thần dược dầu gió xanh hiệu con ó. Wow. Chữa ba bụng.
Có cái gì đặc biệt không? Quá đặc biệt. Ta thì có tật tham ăn. Hôm bữa là vua có mời tới ăn buffet. Tại vì quá tham ăn cho nên ngã lăn ra cung điện. Mọi người nghĩ là ta bội thực. Ta ối ra rồi mà vẫn còn no hơi sình bụng trong mặt nghẹt thở. Bữa đó ta tưởng ta chết rồi đó. Chết mày quá. Cái gì? À không, thái sư mà chết thì ai mà cai trị đất nước? Tất cả quan vị trong triều chữa trị cho ta. Không ai chữa được. Ta nói ai chữa được ta sẽ thưởng. Nếu không ta sẽ tru di tam tộc. Chết, thế có ai tru di chưa? Bất ngờ có một thằng lính hầu, nó dâng cho ta chai dầu này. Nó nói là trong uống ngoài thoa. Quả nhiên vài phút sau ta hết liền. Quả là thần dược. Từ đó trở đi, đi đâu ta cũng cầm theo dầu rối xanh hiệu con o này. Nhức đầu, cảm cúm, chóng mặt, đau bụng, ta đều xài nó hết. Wow. Cái thằng lính nó dâng cây dầu này đó, từ binh gì ta đưa lên thiếu tướng luôn rồi. Hay quá, đồng thái sư thật là sảng khoái. Nói ta tiệc tùng gì sao không thấy bài biện gì ra hết trơn hết trọi vậy. Thái sư cứ yên tâm. Trước khi mình nhập tiệc, tôi có chuẩn bị một chương trình ca nhạc. Ca sĩ local hát giả lắm, ta không nghe đâu. Không, đây là đứa con gái của lão phu. Nó mới tốt nghiệp nhạc viện xong để ra mắt thái sư, xem là thái sư xem có thi được Vista hay không. Được, cứ kêu ra, có gì ta sẽ nâng đỡ. Dạ, mời thái sư ngồi. Điêu thuyền. Anh Trác đi hả anh Trác? Ôi giời ơi, sao lại gọi là anh Trác, không phải gọi là đồng thái sư. Ê, gọi bằng gì cũng được, đừng kêu bằng mày được rồi. Có Trác đây. Chà, con thấy anh Trác cũng cao to đẹp trai, bụng bự chút xíu thôi hả, đâu có xấu đâu chà. Thì con đừng nói lung tung. Đứa con gái của lão phu nó vẫn còn nhỏ dại. Đồng thái sư thông cảm. Không có sao. Nàng có thể biểu diễn cho ta nghe được không? Dạ. Con Jennifer mang đàn cho cô. Dạ. Dạ, tiên nữ xin ra mắt Đổng Thái Sư. Đổng Thái Sư may mắn quá. Cô con cả đời không bao giờ hát cho ai nghe hết. Vậy mà hôm nay cô hát cho ông nghe. Bởi vậy ông phải ráng nghe lời ca tiếng hát của cô con nha. Chứ nếu ông mà không có hiểu, người ta gọi là đàn gãi tai trâu đó. Ủa? Sao ngươi biết ta tuổi trâu? Trời, câu trả lời không hề liên quan. Dạ, bó tay. Vậy nè, Đổng Thái Sư là ban giám khảo của V-Star. Thì làm sao mà những người dám nói đàn khải tai trâu chứ hả? Thôi mày đưa đàn cho cô đi. Dạ. Dạ thưa cha, con hát nha cha. Vì hồ minh tuy chẳng nhất thiết sao có tuy giật chi. Nhìn trời xin hạ ngõ thuốc mộng. Vì hồ giống sắp xuống nhất nhất có lý chi. Chung lời mu dạy mình bác ngó quê dắt lý khắp ngó hú giật chi. Dẫu lý yêu ngó nhau xin dẫu sống dẫu sĩ dẫu hư. Tổng sư phụ mơ tu yên xó chỉ yên nhật quý chi vật chi tính mù khó. Đã ra đi nơi phương trời xa. Anh yêu ơi từng ngày vắng anh, trong trái tim em luôn mang theo anh về đây.
ôi trời, hết lúc nào mà nhanh thế, sao chả ai báo gì cả. To gan hả? Chưa từ đâu hả? Tại sao ông Lâm làm cái chuyện tài trời như vậy hả? Giờ này còn đi xuyên gối nữa hả? Đồng Thái Sư, tại sao con gái thần đó, nó có hát sai gì đâu mà Đồng Thái Sư lại tức giận như vậy ạ? Tao không nói con gái ngươi, tao nói ngươi. Thế sao? Tại sao gian làm cái chuyện mà có con gái đẹp mà giấu kỹ vậy? Ôi trời ơi, Đồng Thái Sư cứ làm thế nó ướt hết cả quần. Sợ quá. Sao? Khổ. Tại sao vậy? Có đứa con gái mới lớn cứ phải giấu. Ra đường bây giờ toàn dê không à. Ủa, ta tưởng con mình tay dê thôi mà. Đầu nhiều lắm. Sao? Nó đến tuổi cập kê cho nên là muốn Thái Sư xem mặt để gả cho cháu nó một cái đám nào trong triều quý phái cao sang một chút. Kiếm một tấm chồng cao sang. Ở trong triều này ai cao sang bằng ta? Dạ thưa ông, bẩm Thái Sư, ông có cao nhưng không có sang. Người nói gì? Dạ con lỡ lời, dạ con rối, con lỡ lời. Dạ, tha cho ngươi lần này, bữa nay ta vui đó. Dạ. Không biết là... Chà! Cái gì đấy? Nhận con làm con lễ đi, nhạc phụ hiền tế. Ôi giời, thôi thôi, Đồng Thái Sư. Sao nhanh thế? Sư sải cái gì ở đây, người già hết, kêu con đi mà nhạc phụ. Khổ quá, nếu mà Thái Sư mà lại được là... À tôi là bố vợ của Thái Sư thì còn gì bằng. Đấy. Nhưng mà còn 50 bà ở nhà thì sao? 50 bà đó tao đưa cho viện dưỡng lão hết, đừng có lo. Dạ, dạ thưa ông. Dạ con xin ý kiến. Chuyện gì? Cô con vốn dĩ là lá ngọc cành vàng, quanh năm sống trong cảnh kính cổng cao tường, một chiếc lá rơi. Mày nói luôn đi, mày đừng có nói nhiều thế. Dạ, dạ nói chung đại loại là ông lấy cô con thì cứ lấy, nhưng mà về con sợ là đêm động phòng ông làm nhẹ nhẹ tay không thôi. Cô con xỉu, cô con yếu lắm. Dạ. Sách có câu trường túc bất chi lao, có nghĩa là chân dài không bao giờ biết mệt. Ta chỉ sợ ta mệt chứ không phải điều thiện. Dạ thưa ông, con lại xin ý kiến. Cái gì nữa? Vì là bây giờ cô con đã đi theo ông đó hả? Cô con lấy chồng rồi ư? Ừ. Cô con vốn dĩ là lá ngọc cành vàng, quanh năm sống trong kính cảnh kính trọng cao thượng. Dạ. Tôi vô đây chưa đầy 15 phút tôi nghe nói 2-3 lần rồi. Dạ. Mua gì thì nói lại đi. Dạ. Cô con đã đi theo ông rồi, cô con lấy chồng, con cũng muốn đi theo để che chở cho cô con. Ông hãy kiếm cho con một tấm chồng như ý. Được, người muốn chồng như thế nào? Dạ, cô con đã lấy Đổng Thái Sư thì con chỉ cần lấy Thái Tử là đủ rồi. Ta sẽ cho người lấy thay giám. Dạ thôi bỏ, con ở nhà cũng được. Chứ lấy thái giám vô chổng rồi cái chơi banh đũa với thử áo đầm mệt lắm mà. Dạ con xin phép con vô. Dạ con sợ. Chưa từ đâu. Anh trai mang cháu nó ra để không đưa ông. Ngày mai ta sẽ đưa quần thần tới đây rước dâu liền. Ôi sao nhanh thế? Cưới vợ phải cưới liền tay mà. Thái Sư. Chuyện gì? Thái Sư. Hả? Ông muốn nói gì? Thái Sư. Biết rồi, cái gì? Thái Sư ơi, nếu ông muốn lấy điêu thuyền làm vợ thì xin hãy tắm rửa và ăn chay cho đủ 30 ngày. Ăn sao nữa? Hết rồi. Ông rảnh quá nè. Ăn chay thì có thấy được, nhưng mà cái mạng tắm thì bỏ đi nha. Không, ta lấy 50 bà vợ rồi, nói giờ ta có tắm đâu. Phải tắm chứ, lần sau lại không tắm thì là ông sắp làm vua. Bây giờ phải theo cái lệ của cung vua là ăn chay và tắm rửa. Thôi được, vì điêu thuyền ta sẽ đi tắm trắng. Dạ cũng được, thôi tốt quá rồi, chịu tắm trắng là được rồi. Ta nói cho ông nghe điều này bí mật.
ta sẽ đoạt ngôi vua. Hả? Sau này con ông sẽ trở thành chính cung hoàng hậu. À, nhưng mà thái sư mà lên làm vua là hay giết người linh tinh lắm, cho nên là con cháu nhà tôi nó hiền lành, thái sư phải hết sức nhẹ nhàng. Yên tâm, ta chỉ giết chúng thằng cài chơn thôi, ta không bao giờ giết vợ. Điều thuyền. Dạ. Ta về nha. Dạ. Vài bữa nữa ta sẽ đem quân lính tới để mà rước nàng về dinh. Dạ anh Trác về. Đẹp quá. Tình yêu từ đâu mà tình yêu vội vã chiếm tim ta, chiếm tim ta. Chỉ một lần qua mà đêm đêm hình bóng mãi trong ta, mãi trong ta. Lời thầm bảo nhau rằng duyên ta gặp gỡ trong mơ, giấc mơ xa. Lòng thầm bảo nhau rằng duyên ta gặp gỡ trong kiếp nào. Lòng thầm bảo nhau rằng duyên ta gặp gỡ trong kiếp nào. Đẹp đôi quá. Thôi, ta về nha. Dạ, rước thái sư lại phủ. À khoan, quên. Giật bất ly thần, dầu gió xanh hiệu quả ngó, chữa ba bệnh. Mình tưởng ông ấy quên là mình được chai dầu gió. Hóa ra là ông cũng... Vậy là kế hoạch của cha đã thành công rồi. Bây giờ thì sao cha? Tốt, bây giờ con lại vào chuẩn bị tiếp. Ba... cha lại gọi thằng lão bú. Nhá, chừng nào cha kêu ra đấy nha cha. Lã Văn Bố. Alo, Lã tướng quân đấy hả? À, lão phu đây ạ. À, lão phu là Vương Tư Đồ. Vâng, hôm nay là sinh nhật của lão phu, xin mời Lã tướng quân tới chơi một chút. Đang trên đường rồi à? Ồ, vâng. À, giờ, see you later. Bye. Tư Đồ! Úi giời! Tư Đồ! Sao nhanh thế? Nãy giờ ta đứng ở ngoài cửa vừa mời là ta phóng vô đây liền. Tư Đồ nè! Happy birthday. Quá, đúng là võ tướng có khác. Happy birthday cũng rất là đặc biệt. À, mà có một cái điều lão phu muốn hỏi tướng quân mà không biết là có tiện không à. Hỏi lẹ đi chứ đứng trụ vậy cũng hơi mệt lắm. Ừ, hỏi lẹ đi. À, lúc nãy là hát thì hay à, múa này, nhưng mà cái cuối cùng ấy là như này là làm sao? Là làm gì đó? Cái đó là ta giật như vậy là người ta kéo cái lông trĩ xuống đó mà. Ô à, cái lông đâu? Hồi đãi đi lật tật quá chưa có kịp gắn lên. Trời ơi, giờ gắn lên được đó. À, sao mọi khi cái lông trĩ nó dài mà sao lông này ngắn thế nhỉ? Cái đó là lông trĩ, còn này lông dịch. Đẹp không? Hay, đẹp trai quá. Quá đẹp trai. Đẹp trai đúng không? Ừ. Tư Đồ có biết bài lời tỏ tình dễ thương số 2 không? Biết. Đó, cái bài đó đó. Anh number one, đẹp trai dễ thương. Và con tim rất chung tình. Bà đã viết cho ta đó.
Thế à? Thế là cả nào không ai dám hát cả. Bài viết cho ta thì chỉ có một mình ta hát thôi. Nè Tư Đồ nè. Dạ. Hồi nãy ta coi new feed trên Facebook á. Thế à? Liên lên đã lên Facebook nhanh thế rồi. Cho biết. Thì ta thấy rằng là cha ta nói là sẽ qua đây cưới con gái của Tư Đồ. Ổng chừng là con gái Tư Đồ chắc phải đẹp lắm nên cha ta lật tức là cho năm bà vợ kia vô trong nó xin hôm hết rồi. À. Mấy giờ Tư Đồ cho ta coi mặt kế mẫu được không? Coi được không? Coi được không? Tư Đồ cho ta coi được không? Đánh đeo nổi. Trời ta kêu cho coi, cái bộ chịu cho coi mà cứ cười há há hoài. Cứ bình tĩnh. À, được. Được phải không? Sẽ gọi cháu nó ra, cho ra mắt Lã Tướng Quân. Chiêu liền, chiêu liền. Con ơi. Dạ. Tiên nữ xin ra mắt Động Tướng Quân. Điêu thuyền đấy à? Dạ. Ta về. Nhầm. Cái gì? Con này nó là người ở điêu thuyền là con của gã của lão, mà nó lại là phi thuyền. Mày đi vào ngay. Con này phi thuyền thì phi công nào dám lái? Dạ, cũng có mấy chục người lái rồi đó. Mà lái thằng nào chết thằng đấy. Tiền này mấy thằng phi công đó chắc nó không có biết phi thân cho nên nó bỏ mạng luôn. Dạ. Thôi bây giờ con phi thân vô trọng đi chứ đứng đây sợ. Lã bố thấy, lã bố đừng ói. Dạ. Vòng. Gọi cô ra đây. Cô ơi. Tưởng đâu điêu thuyền không à. Điêu thuyền. Dạ. Úi dồi ôi, đúng là lã bố hí điêu thuyền. Anh bố đi hả anh bố? Anh bố đẹp trai quá trời quá đất ạ. Thật sự là hôm nay ta bớt đẹp rồi đó. Ủa gì hả? Gì hả? Ừ, tại ta mới đi đánh giặc ở bên Afghanistan về. Sóng gió sa mạc làm ta bớt lung linh và lộng lẫy đi. Ồ, gì hả? Chàng đừng có lo, để chút xíu đó em sẽ tặng hai chàng hũ kem chống nắng của Kỳ Duyên House. Oh, I like. Thank you very much. Thank you. Đúng là võ tướng có khác rồi, có cảm ơn thôi mà cũng mưa phun đầy mặt. Yeah. Lã Tướng Quân đánh giặc thì rất giỏi, nhưng mà tôi nói thật. Nói sao? Cái riêng cái khoản gái là không có thể nào bằng Tổng Thái Sư được. Tư Đồ được có cái nói đúng. Thật sự cái vụ cua gái thì ta thấy cha ta rất là hay. Tại vì trời thương ổng cho nên ổng thường chơi. Còn ta trời không có thương nên thường không có chơi. Tại bận rộn đi đánh giặc quá mà đâu có thời gian đâu mà bồ bịch. Bởi vậy cả triều đình nó đồn ta bê đê. Cái gì vậy? Mới có đồn chứ phải thiệt đâu mà làm gì khóc liền vậy? Không phải vì chuyện đấy. Chứ chuyện gì? Chả là thế này. Thế này. Tôi mời Đồng Thái Sư qua đây coi mắt con gái của tôi. Ừ. Để xem là nó có hợp không để cưới cho Lã Tướng Quân. Ừ. Mà ông ấy qua, ông thấy con gái tôi đẹp quá, thế là ông hốt luôn. Có chuyện này sao? Vâng. Đấy, tôi này, tôi cũng muốn gả cho cái người mà nó phải tương xứng. Đấy, đẹp dai, phong độ. Đấy, con gái tôi cũng muốn lấy một cái người mà phải giỏi giang, phải còn giỏi võ. Tư Đồ nói đúng. Nếu Tư Đồ đã muốn gả con gái cho ta, điêu thuyền nàng cũng muốn lấy ta, thì động trác nô đo. Ủa nô đo là gì vậy? Bích cửa cài thêm hai trái lựu đạn vô. Nhưng mà ông ấy, cả triều đình sợ ông ấy, mà lại cả nước sợ ông Đổng Trác, thì làm sao mà bây giờ tôi làm thế nào bây giờ? Cả nước sợ Đổng Trác, cả triều đình sợ Đổng Trác. Đúng. Vì bên Đổng Trác có Lã Bố ta. Không có Lã Bố thì Đổng Trác chỉ là đống rác. Một ông già bất lực.
Bệnh tiểu đường trói gà cũng chặt thì có gì đâu mà phải sợ. Bố ơi. Ơi bố đây. Không, con kêu anh bố, con kêu cha. Kêu phải rõ ràng là anh bố. Ai, vô trong đi cho đôi trẻ tao tâm sự chút. Đi vào dạ, trả mà không biết điều gì hết rồi. Anh bố ơi, vậy là từ nay em không kêu anh bằng anh nữa rồi, mà em phải kêu bố bằng con. Ê, why? Thì tại vì em phải lấy cha của chàng là Đổng Thái Sư đó. Đâu có được. Điêu thuyền là của lã bố là phải của điêu thuyền. Điêu thuyền nàng phải về với ta. Điêu thuyền. Anh bố. Ơi bố đây. Con kêu không? Tại sao người dám mơ ma của mày? Má cứ đứng đây. Anh qua anh xử ba xong anh về anh cưới má liền. Đổng Trác. Mày nói cái gì? Đổng Trác. Mày muốn cái gì? Tại sao là ôm gia của ta? Không, điêu thuyền là của lã bố. Mày đưa tôi đâu? Chuyện này là sao? Ha? Ông, tôi không biết làm thế nào. Không biết làm thế nào là thế nào? Lã bố giỏi võ như thế, bây giờ sang đây nó bảo là xem mặt kế mẫu. Thế là bây giờ xem mặt đẹp quá, thế là nó lệ thích, nó lại vớt luôn rồi. Mà cũng tại ông. Sao tại tôi? Tôi đã dặn rồi là đừng có post Facebook. Tự nhiên là post Facebook là ai cũng biết là nó sang đây, có phải bây giờ mất vợ không? Tôi, mà cái gì? Tôi thích thì tôi post. Ai? Bây mà tôi nói cho ông biết lúc nãy nhá, nó còn nói là ông bị bất lực. Cái gì? Lại bao? Người em nó là bất lực à? Thằng hỗn lao. Tôi biết hay. Ai? Hay? Hay? Người muốn gì? Ông muốn gì? Thôi. Cái gì vậy? Giờ muốn quýt lộn phải không? Quýt lộn phải không? Anh á là con phải nhường cho cha, biết chưa? Biết chưa? Cha con gì? Ta họ Lã, ông họ Đổng, không có liên quan gì với nhau hết. Ô, ta là Lã bố, cha ta là Lã Giọng. Nàng có ăn cá Lã Giọng chưa? À, có ăn rồi. Ngon đúng không? Ngon. Ba ta làm đó. Ủa vậy hả? Còn bên kia, ta chỉ mới làm công trọng có 2 năm thôi. Cái già cả lớn tuổi kêu tiếng cha vậy, chứ không lẽ kêu tiếng mày, nó cũng mất dạy. Thằng mất dạy. Dạ thưa cha. Ừ. Giờ dinner đã tới. Cha muốn ăn cơm hến hay cơm âm phụ để con nấu? Cha thì cha hợp với hến, không hợp với âm phụ. Dạ. Mày ghen nước miếng vô đi. Dạ. Cha chảy xuống đụng với nước luôn kìa. Đưa đồ. Ai đây? À, đây là con gái nuôi thứ hai của lão phu. Ừ. À, chị nó là Điêu Thuyền, em nó là Điêu Linh. Oh. Nghe sao muốn điêu đứng luôn vậy? Ta sắp điêu tàn rồi. Nè, từ đồ toàn là con gái nuôi xinh đẹp hết. Chẳng hay nàng này xuất xứ từ đâu? Vâng. À, con ra thưa chuyện với Lã Tướng Quân, với Đổng Thái Sư rồi tự tóm tắt thiểu sử luôn đi con. Ừ. Dạ. Dạ thưa Đổng Thái Sư. Dạ thưa Lã Tướng Quân. Ngày ngày em gánh hàng rong. Trên phố có hàng cây thông. Dưới phố có một vườn bông. Vườn bông có con kỳ nhông. Và ngoài chợ cũng rất đông. Chợ cặp anh lĩnh lệ tên Phong. Anh là người đàn trong, dừng em về phủ khai phong. Cái này là con tào lao này con này.
Cái phủ này á, là phủ Doãn, là ba là Vương Tư Đồ chứ không phải là phủ Khai Phong. Ừ. Con lồn, con lồn. Con á, con tiếng Huế con đừng nói chữ lộn, nó kỳ lắm, con phải nói chữ nhầm. Bởi vì con thích nói vương ông, con nhầm. Con nhầm. Nhầm mà. Ừ. Rồi sao nữa? Rồi vào đây, em gặp được hai cộng lông. Gặp được hai cộng lông. Nhiều khi có lông nó cũng có cái lợi. Chứ không có giống như bên kia. Tội lỗi. Xin lỗi mày à. Cái này là cái gì mày? Cái đó rau. Ông nói. Ừ. Rồi. Được. Yeah. Cái gì? Tình chạm áp như vầng thái dương. Mày muốn cái gì mà nói mẹ ra đi. Cái gì mà chàng... quá đáng gì cha. Từ từ chứ. Xuống xúc mão ta luôn à. Mới thấy gái đẹp thôi mà làm gì mà dữ vậy nè. Chào con, tôi nói nghe nè. Chuyện gì? Ai cho con tâm sự? Sao? Con nói cho nghe. Nãy giờ con thấy con mất bất hiếu quá. Đúng. Lương tâm con cắn rứt. Ừ. Thấy có lỗi với cha quá. Ờ. Bây giờ con tính như vậy. Sao? Điêu thiền của cha, điêu linh của con. Mày chơi cha tao hả? Hả? Điêu linh của tao, điêu thiền của mày. Không, điêu thiền của cha, điêu linh của con. Điêu thiền của mày. Không, của cha. Điêu thiền của mày. Của cha. Mày tới cãi. Con tự nhiên bây giờ con vào đây làm con làm hỏng hết chuyện của cha với cả chị rồi. Con vào đây làm gì? Con quên. Con đi kiếm Nguyệt Cạc ơi. Nguyệt Cạc của mẹ mua rồi. Ơ Nguyệt Cạc. Con Nguyệt Cạc đâu rồi? Đâu rồi? Trời ơi. Đang kiếm ai? Ủa kiếm cái gì vậy? À, gì? Con Nguyệt Cạc. Ờ, nó đi kiếm con của nó khổ. À? Ủa, nàng có con rồi sao? Nói vậy là nàng đã có chồng. Dạ không. Hên quá. Chị mới có con thôi. Cái niên người Mỹ gọi là single mom. À, chết cha ơi. À, vậy thì cha đứa bé đâu? Dạ, cha đứa bé đang bận diện cho chương trình Thủy Nga quay show 121. À, ai vậy? Lệ. Dạ, Băng Kiều. Cái thằng này nhỏ mà nó lẹ dữ. Bởi vì người ta nói đúng. Nhỏ mà nó có vỏ. Chỗ nào cần bự nó mới bự. À, theo tôi thì cái chuyện này mình không nên đào sâu. Mình bỏ nó đi. Bỏ. À, bỏ cái gì? Tôi thấy nhìn ông hơi giống giống đó. Thôi. Thôi. Ừ. Thôi. À, đây. Đẹp trai thế này cơ mà. Rồi. Được rồi. Cha. Yeah. Bây giờ cha tính sao đi chứ con thấy vậy là không được rồi. Cha tính như vậy. Ở nhà này. Một đứa thì ô môi, một đứa thì single mom, không có vui. Bây giờ về triều, cha con mình đoạt ngôi vua, rồi tuyển cung phi toàn quốc chia nhau xài. Cha, con thấy mấy mình nên tuyển hoa hậu đi. Hoa hậu của con, á hậu của cha. Mày chưa cha tao nữa hả mày? Con hơn cha là nhà có phúc mà. Thôi về cha. Yeah. Đứng lại. Còn tôi thì sao? Cái gì vậy? Tôi thì sao? Sao bà đàn ông dữ vậy bà? Sao tự nhiên men lì quá vậy? Rồi đàn ông thì sao? Không thì thôi đi. Không. Tôi không còn, yêu em nữa. Không. Tôi không còn yêu em nữa. Không. Tôi không còn. Yêu em nữa, em ơi. Xuân đã đến bên này, đến
Ba đang đứng bên này, đang chờ để qua bên con. Ba này chọc con hoài ha. Chọc cái gì, người ta nói không có sai mà. Con gái mà sắp lấy chồng hớn hở không có bắt cỡ. Giờ này sao chưa thấy cái thằng Hăng Rô Tòng nó tới vậy? Biết làm sao hả? Hẹn gì có chuyện cần mà nó tới trễ là sao? Kỳ quá, ba cho con mượn cái phone con gọi ảnh thử coi. Nè, ủa lẹ lên. Alo. Khỏi alo, Hăng Rô tới rồi. Trời đất ơi, kêu con kiếm cái thằng giống thông dịch ha? Con kiếm cái thằng bán vàng vô chi vậy? Anh Tổng á. Anh Tổng á hả? Chú Tư không nhận ra con hả? Hăng Rô nè. À, thấy nó cười mới biết là Hăng Rô. Mà hôm nay con đổi tên rồi. Đổi gì? Con lấy tên là Hăng Rư. Trời ơi, hồ riết hư răng luôn. Không phải, con liệu tên là Henry. Henry. Dạ, Henry. Ủa? Dạ. Cái gì em? Anh Henry. Sao? Sao anh mặc cái bộ đồ vàng khè á? Anh mà đứng kế bên chậu bông cúc nhà em không biết cái chậu nào là bông cúc mà cái nào là anh á. Vàng lắm ha em. Vàng quá anh ơi. Vàng đang có giá mà. Tiền đô mới tụt giá. Công nhận ra Tết dứt nhà chú Tư trang hoàng, ta mới thấy cả một mùa xuân tràn ngập vô nhà chú vậy đó. Nhưng mà con không chịu cái này. Chịu gì? Cung chúc tân xuân. Thời buổi này rồi mà còn cung chúc tân xuân gì nữa chú. Mình phải để là Happy New Year. Có, em có nói ba em rồi là phải để Happy New Year là bị gì hôm nay nhà có người Mỹ qua mà em hỏi ba em không chịu. Hôm nay nhà mình có khách Mỹ hả chú? Ờ, Mỹ thiệt không chú? Không lại Mỹ tho mày. Tao nói cho mày biết luôn, có người giới thiệu á con Kim Chi cho một ông Mỹ. À. Bữa nay á, ông sẽ bay thẳng từ Cali về đây. Coi mắt, nếu mà được thì ông sẽ cưới rồi bảo lãnh nó qua Mỹ luôn. À. Chú Tư nói làm con buồn đứt ruột chú Tư. Mắc mớ gì mày buồn đứt ruột? Con thấy là trong làng này nè, con trai mà tài giỏi mà coi được được á cũng nhiều lắm mà. Tại sao? Tại sao chồng gần em không lấy mà em đi lấy chồng xa vậy em? Ngặt cái á, ở làng mình á, có mình anh đẹp trai nhất hà. Có mình anh giỏi nhất hà. Anh biết mà. Mà tại vì anh á, anh có vợ rồi. Bây giờ em muốn lấy chồng, em lấy ai giờ? Nè nè nè, đừng có nhắc đến cái nỗi đau thương lòng của anh nha. Nhiều khi tôi nói đẹp trai nó cũng có cái nỗi khổ của người đẹp trai. Chú Tư biết không, cái ngày mà con cưới vợ, tôi nói con gái trong làng này nó khóc hết nước mắt gì con. Nhưng mà biết làm sao giờ, con chỉ lấy được có một vợ thôi. Chịu. Mày tự tin quá hả Tầm? Chắc lâu lắm rồi mày không soi gương phải không? Con gái ở làng này nó mừng là tại vì mày không lấy nó đó. À, chú Tư ganh tị rồi nói vậy thôi. Tao nghe nói là mày giỏi tiếng Anh, tao mới mời mày qua đây, nghe không? Để mày lát mày làm thông dịch giùm tao, chứ không phải mày qua đây mày đốt pháo rồi chứ mày. Đúng rồi, đúng rồi. Trong làng này là con giỏi nhất là tiếng Anh mà. Đó. Đúng rồi, chú tìm con thông dịch là quá giỏi. Không phải mình anh biết tiếng Anh đâu, em cũng có học tiếng Anh á mà em biết được có mấy chữ à. Ừ. Anh nói em bao nhiêu lần rồi, học tiếng Anh nó khó dữ lắm. Em phải có cái technique thì em học nó mới dễ. Trời đất ơi, học tiếng Anh mà phải test đích luôn hả? Không phải chú Tư. Cái gì mà test đích ở đây? Mới nói đó. Con nói là technique là cái phương pháp. À, đó. Em nè. Technique. Không phải. À, ta hiểu rồi. Trời ơi, tại vì cái hàm răng nó không nói chữ nít được mà. Mình học tiếng Anh, mình phải có cái phương pháp. Mình phải biết đem tiếng Anh mình bỏ trong văn thơ, mình đọc ra nó vèo 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 vậy nó mới dễ thuộc lòng. Em sao, biết không? Sao? Đây nè. À, chẳng hạn như hello có nghĩa xin chào. Wow. Goodbye tạm biệt. Thì thào whisper. Hay. Like nằm sleep ngủ dreamer. Quá giỏi. Thấy cô gái đẹp. See girl beautiful. I want, tôi muốn kiss thì hôn. Lift ngồi ai mắt sướng rồi. Oh yeah. Học tiếng Anh là phải vậy đó. Tao nghe mà đọc tùm lum tà la, tao không có hiểu, nhưng mà tao thích nhất là ở chỗ mà sướng rồi. Oh yeah. Có được á. Vậy là con với của chú Tư đó là cùng chung sở thích. Em ơi em, người yêu của em tên gì?
Ảnh hả? Ảnh tên Tâm Cô. Em, ảnh tên là Tom Cruise. Tom Cruise. Nói tiếng Anh em phải cong cái lưỡi lên và mớ nước miếng ra. Tom Cruise. Tom Cruise. Bỏ đi. Bỏ qua. Không được đâu. Em biết sao không? Việt Nam mình con trai nó mới có tên cu. Mỹ nó làm gì có cu. Trời, mày nói cái gì vậy Tâm? Nói thiếu rồi. Không phải, con nói là Mỹ nó không có tên cu. À, tiếng Việt nó nói cho rõ ràng. Thiếu một chữ là nguy hiểm không? Vậy biết. Tao hỏi mày, bây giờ mày qua đây, giờ này mày biết thực tập chừng nào mới nói được. À thôi, lát ngồi, không dịch tao đâu luôn. Rồi. Yên tâm, không dịch là nghề của con mà. Chú Tư nhớ con Phượng ở đồng làng mình không? Phượng lé chứ gì? Đó, tôi nói hôm bữa mà cổ đi lấy chồng Mỹ đó, cổ có biết tiếng Anh tiếng em gì đâu. Ừ. Đêm động phòng có mướn con về ngồi kế bên vậy đó. Ngồi kế bên để rình hả mày? Rảnh lắm sao tự nhiên ngồi kế bên rình cổ. Ngồi kế bên thông dịch cho cổ động phòng. Trời đất ơi, động phòng cần gì thông dịch mày? Trời ơi, động phòng mà không thông dịch nó biết gì đâu nó làm. Thôi mày đừng có xảo mày. Xảo cái gì? Thôi mày nghe, động phòng á là chỉ có lên với thở thôi, có nói đâu mà thông dịch. Ba nãy chắc mày thông dịch cái chỗ mà sướng rồi. Ô ve ô ve thì đó. Mày đừng có xạo mày ơi. Ủa, cái gì vậy? Hả? Đúng cái gì vậy? Đâu vậy? Có điểm gì không mày? Hello! Good morning! Happy New Year! Ê, có điểm gì không mày? Ai biết điểm gì? Tự nhiên đầu năm đầu tháng có bà Mỹ Đen đi lạc nhà tao vậy? Biết đâu tự nhiên xong vô nhà, ai biết? Con nghĩ là bà này bà đi lộn nhà rồi. Anh Quang hỏi thì bà muốn gì mà anh vô nhà mình? Để con. Ừ, nhiệm vụ mày đó. Bà cho con coi. Dứt! Who are you? I am American from California. My name is Tina Turner. Okay, thank you. Bà nói cái gì đó? Bà nói bà là người Phi Châu, trẻ ở Africa, tên từ Carolina. Hả? Tên bà là Tina Turner. Tên gì mà nghe giống cá tuna vậy cha? Tướng bà này giống cá mập hơn đó chú. Phải, không phải cá mập, cá heo. Heo gì? Cá mội á. Để qua mày hỏi bà lại. Em biết rồi, chắc là cái bà Mỹ này nè, bà vô nhà mình bà tìm xác lính Mỹ đó. Bà nhớ không, hồi xưa bà kể con làng mình nó đánh nhau quá trời á, chắc là bà tìm xác lính Mỹ đó. Anh hỏi đi. Mày qua hỏi, phải gì không? Rồi, để con. Are you looking for that American? No, man. I don't looking for no that American. What's the matter with you? Bà nói gì vậy? Bà nói là bà không phải là đi vô đây tìm sắc lính Mỹ gì đâu. Mày hỏi cho chi tiết ha. Có phải là chồng bà chết ở vùng này không? Đúng rồi. Your husband died soon here. What? You know what? My husband been sick for a while, but he not died yet. What's the matter with you? What's wrong with you? Cái gì vậy? Chú Từ ơi, tự nhiên kia con hỏi cái gì? Bà nói chồng bà nó phải chết ở đây đâu. Đây, em biết rồi. Cái xác á, lâu rồi, bây giờ em nghĩ chắc là kiếm hài cốt đó. Hài cốt đúng không? Kiếm hỏi hài đi, cốt hả? Hài cốt. Để anh. Cái gì vậy mày? Chú Từ. Hài cốt là gì chú Từ? Thằng này ngu vậy? Hả? Hài cốt không biết hả? Hài cốt á là
Làm cái gì vậy con? Mệt ba quá à. Hài cốt mà cũng không biết nữa. Hài cốt là xương đó. À xương á. Trời, ai không biết hài cốt là xương? Con hỏi hài cốt tiếng Anh là gì? Trời ơi, mày hỏi tao hỏi ai mày? Mày là thông dịch mà. Con thông dịch mà cái chữ này con chưa học. Trời ơi, mày nói giỡn vậy mày? Mày phải nghĩ cách này lại lên. Để con xương phải không? Đó, con có xương đó. Ok. Are you looking for American bomb? What? Bomb. Oh, bones. Oh yeah, bomb. I don't looking for no bones. Matter with you? Trời ơi, bà không phải đi tìm hài cốt cái gì hết tự nhiên. Thì đúng cái gì hả? Mày hỏi bác coi. Qua mày hỏi bác coi, mày vô đây làm cái gì? What you want from me? I don't want nothing from you, man. Today is a happy New Year's Day, right? Yeah. You have something to eat? Yeah. We have to eat first and we talk later. Yeah. Then you go get some food. Yeah. Go get some food. Yeah! You crazy! Yeah! Ôi! Nè! Bà nói gì mà dây dây hoài vậy? Tao nghe nói là như bà đồ ăn cà ri phải không? Hả? Đúng rồi! Bà nói là bà đói bụng quá! Cho bà ăn đi rồi bà mới nói sao? Được rồi! Trời đất ơi! Mỹ! Bây giờ mình cho bà ăn đi! Dạ! Lấy mứt mời bà đi con! This is... mứt sen! Thank you. Không có chi. You know what? I love Vietnamese food. Yeah, yeah. I love so much. This stuff is good, you know? Yeah. You know what? Do you have something to go with it, like a cup of hot tea to go with it? Gì vậy? You speak fast. You speak slow, please. Do you have something to drink? Go with this food. Drink. Cái gì vậy? Anh Tùng, em nghe được một chữ ti. Ti là trà đó. Đúng rồi chú Tư. Bà nói cho bà uống trà đó. Cho bà uống trà đi chú Tư. Lấy trà. Dẹp. Không có trà tiếng gì trơn á. Mày biết bà là ai? Thấy không? Đủ mới vô lộn nhà mời bà hoài sao? Do mày nói bà đó. Không có mời bà ăn khơi khơi gì được. Nói bà đi. Đúng rồi, đâu có cho ăn khơi khơi vậy được. You cannot eat ocean. What the hell are you talking about, man? Cái gì? Bà đòi bánh bao hả? Không. Chú Tư, bà này Mỹ mà dốt chú Tư. Sao vậy? Tại con nói tiếng Anh gì mà bà không hiểu con nói cái gì hết. Mày nói sao bà không hiểu? Thì chú Tư kêu là đừng có cho bà ăn khơi. Khơi khơi là gì? Khơi là biển. Biển là ocean. Khơi là ocean. Đúng rồi. Vậy mà sao bà không hiểu con nói cái gì? Bà bắt đầu sợ trình độ tiếng Anh này rồi đó nha. Giỏi quá phải không chú Tư? Giỏi quá. Giờ để con làm việc với bà này. Rồi. Excuse me. Stop right there. Let me celebrate New Year's first, okay? What you want from me? I want bánh chưng. What? Bánh chưng. What? Bà kêu mày bánh chưng ra đó. Cái gì vậy? Thì bà nói. Cái gì vậy chú Tư? Bánh chưng. Ba. Cái này là bánh chưng. Yeah. Bánh chưng. Bánh chưng. Yes. Bánh chưng. Oh, you want bánh chưng. Bánh chưng mà tự nhiên cái bánh chưng con. Ai mà biết. Mày lấy bánh chưng cho bà ăn đi rồi. Nè. Mày biết bà là ai, thấy không? Bà vô đây làm cái gì? Thấy không? Đâu phải là mình mời hồi bà ăn hết đồ ăn nhà tao sao? Để tao. Mày chậm quá. Chóng mặt
À, phải không chú Tư? Nhà tao chưa có mua dưa hấu mà. You. Yes. Đồ bánh chưng for you. Tao bao bánh tét. Hả? Tét. Rồi. Bả đồ tét. Giờ bánh vừa tét ra ai chịu? Bả nói là bánh tét. À bánh tét. À bánh tét. Bánh tét. Tự nhiên kiểu bánh vừa tét. Rồi. Để cho con. À. Rối rồi đó, tao rối rồi đó. Hello. À, you want bánh chưng? I have bánh chưng for you. À, but bánh chưng đang cúng. À, but why you come here? I come here because of you. You know what? My son go to get married with you. Do you know that? So I'm looking for my daughter future in law. Anh. Bà nói gì vậy? Bà nói gì đó? À, bà nói á là bà qua đây bà coi mắt con. Nếu mà được thì bà cho con trai bà qua đây cưới con. Cái gì vậy? Cưới mày hả? Không. Nói con là con chú á, Kim Chi á. Ôi. À, cái gì? Không được đâu. Trời ơi, bà con không có chịu đâu nha. Trời ơi, bà nhìn bà vừa bự vừa đen. Không biết con bà bự cỡ nào đen cỡ nào đẹp. Con chết mắt à bà. Không được. Đúng rồi đó. Mày qua mày nói với bà đó, tao chỉ làm xui với Mỹ trắng thôi. Mỹ đen á, mà đẹp đẹp chút cũng đỡ. Đẻ con cũng cỡ Tiger Woods hay là Obama. Không gả con gái cho. Đúng rồi, đúng rồi. Thằng này mày nhìn cái bà này đi. Cái nhan sắc của bà cho tao xấu quá. Sợ quá. Nó nhìn hình như là bà là tù trưởng bộ lạc châu Phi nào. Hay là bà là cái gì chú? Bà nội của Tạc Giang. À. Giống lắm. Thấy ghê lắm. Bả như vậy thì con bả làm sao mà đẹp được. Anh nói đi. Nói bả đi về đi. Nhưng mà phải tìm cách thằng không bây giờ. Để con gian ra. Rồi. Her finance. That's okay. We take care of finance for her. Don't worry about that. Oh. Anh Tông. Hả? Hình như em có học finance là tài chánh đó. Cái này là fiancé. Fiancé hả? Fiancé. You her fiancé will be here soon. You what? You go home. Go home. No, I ain't go nowhere. I'm gonna stay here for long time. Chú Tư ơi, chú gì vậy? Bà nói gì, bà nằm giả đây luôn, bà không đi. Không được. Mày dở quá. No bức xem. No trà, no tét, no chưng for you. What's the matter with you, old man? You fools. Chú Tư ơi, chú Tư. Chú Tư nói bà ăn chi, bây giờ bà đòi ăn tô phu kìa. Bà đòi ăn cà hủ á. Bà đòi ăn tàu hủ đó ha. And you are so cheap Charlie. Ha. Vô lấy tiền chai cồn cho tao. Chi vậy? Xô xát cồn đó. Thế sao không? Bà xấu xả mà tao sướng mặt tao chừng. Ai kêu chú sấn sấn vô người bãi chi? Bà nói cái gì vậy? Bà nói chú Tân đẹp trai. À. Nhưng mà hơi đê tiện. Hả? Không. Chip là hà tiện. Không phải tao hà tiện. Mà tao nói cho mày nghe. Bà ăn như vậy á, một lát á thằng rể tương lai tao về lấy gì nó ăn. À. Thấy không? Rồi. Vậy, mình đừng có cho bà ăn nữa. Nhưng mà giờ mình làm sao đây? Ai mà biết. Vậy rồi, con rể tương lai của chú đâu? Hello. Come to mama. Hi mommy. Đúng rồi, tâm ni đúng lắm mà. Cái bà này là má mì. Mới kêu nè. Không phải chú Tư. Con thấy cái ông đó kêu bà đó là mummy. Mummy có nghĩa là xác ướp Ai Cập chứ. Tôi mệt hai người quá à. Má mì em học qua có nghĩa là má đó. Để chạy. Chờ em. Con này giỏi á. Hello. Are you Tom Cú? I hear somebody call my name. Why is it so dark in here? Tom, take off your sunglasses. Oh. Okay, sorry. Okay. Oh, that's better. Ê, trời ơi, ai gặp ông sợ trên á. Chú Tư, con người ta làm cái gì? Are you Kim Chi, my fiance? Yes, I'm Tom Cruise. I am Kim Chi. You're even more beautiful than in your pictures. Anh, ông nói gì á?
Say it again. You're even more beautiful than in your pictures. Ông nói là em chụp hình Photoshop nhiều quá cho nên trong hình em đẹp hơn ở ngoài. Thank you. This is your mother? Yes, this is my beautiful mother. Oh, beautiful. Yeah, you're very beautiful. She very handsome. Very thôi, handsome. Thôi, đi. Tom, con nói tiếng Việt đi. Mà nói gì vậy cứ thôi. Bà nói gì vậy? Bà nói tiếng Việt chứ nói cái gì? Vú. Giờ này mà vú gì nữa? Bác. Bác nói được tiếng Việt hả bác? Ừ. Trời, bác nói được tiếng Việt sao nãy giờ bác không nói đi, bác để con thông dịch mỗi tay gần chết à? Không. Dạ. Đứa mày. Mày mỗi tay còn đỡ, tao sắp mổ mình với bả rồi đó. Sao vậy? Nãy giờ tao nói xấu quá tùm lum tùm la, bà hiểu hết trơn. Chú Tư ơi, chú Tư. Chú Tư yên tâm đi. Cái phần mà chú Tư nói xấu á, con đâu có thông dịch lại. Ủa vậy sao mày nói mày giỏi nhất tiếng Anh làng này? Thì đúng rồi. Làng này có mình con đi học tiếng Anh thì con giỏi nhất là đúng rồi. Thôi được rồi. Bây giờ á, bà nói tiếng Việt tao hiểu rồi ha. Tao cũng không cần mày để làm gì. Mày đi về đi. Đi về. À, bây giờ nhà chú nói tiếng Việt hết rồi, coi như chú không cần con nữa đó hả? Dĩ nhiên. Con người của chú, bởi vì con nói thiệt á, dắt canh bỏ vỏ. Cái gì? Rồi, bây giờ chú không cần con nữa thì thôi. Trong làng này còn biết bao nhiêu người cần con đi thông dịch. Xin lỗi chú nha, lịch con bút hết từ đây đến cuối năm rồi. Không cần chú nữa thì thôi. See you again. Biết. Chú á. Cái gì? You. Sao? Never see you again. Quý. Anh Tom biết tiếng Việt hả? Vâng, kể từ lúc tôi quyết định lấy vào Việt Nam, hai mẹ con đã bắt đầu học tiếng Việt, nhưng chưa nói được nhiều. Con tôi nó không nói nhiều, chứ tôi nói nhiều. Mà tôi chửi lộn cũng giỏi lắm. Yeah. Anh Tư biết không? Dạ sao? Tôi cho con tôi đi học tiếng Việt là tại anh thấy đó. Mấy cái thằng còn thông dịch như vậy, cà chớn. Tầm bậy tầm bạ. Dạ đúng rồi. Bậy. Mình hiểu lầm nhau rồi mình đánh lộn nhau. Dạ dạ chị nói đúng. Ồ má nói đúng rồi đấy. Nhiều người thông dịch họ dịch lung tung. Con vẫn nhớ lần đầu tiên sang Việt Nam, con muốn một người thông dịch viên đi theo con để giúp đỡ. Mà lúc đó là đi vào một nhà hàng Việt Nam muốn thử món mì Việt tiêm. Nhưng khổ một cái người thông dịch viên lại không biết là Việt tiêm là tiếng Anh là gì. Cứ gọi là đất lúc mà con nghĩ mãi không hiểu là đất lúc là cái gì. Mà đúng rồi, đất là con vịt và lúc looking for là đi tìm, cho nên mì Việt tìm đúng là đất looking for the noodle. Ôi chỉ có gì vậy thôi á mà anh đi học tiếng Việt á hả? Oh, không, không. Tôi học tiếng Việt để đề phòng. Anh đề phòng gì? Ồ, em ơi, lấy vào Việt mà không biết tiếng Việt, nguy hiểm lắm. Sao nguy hiểm? Vì lỡ ba xã của mình có kép, rồi kép Việt Nam về nhà. Hai người đó tỏ tình cho nhau thì làm sao mình hiểu được? Mày coi chừng đó nha mày. Cái thằng này nó khôn tổ mẹ đó. Con đừng có lo. Má canh chừng cho con luôn. Lỡ mà con dâu của má nó cạch chớn á, má sẽ bẻ tổ nó luôn. Sao không ba? Không sao, không sao. Chị vui tánh quá. Tôi hỏi này chị đừng có buồn nha. Không. Sao chị đen thui mà đẻ ra con trắng bóc vậy? Chế Linh cũng đẻ con trắng vậy chứ bộ. Ai vậy? Thì ra nãy giờ bác á là má chồng của con á hả? À, con đâu có biết đâu, con tưởng bác vô lộn nhà. Má đẹp quá ha. Nhỏ con nữa. Má biết thằng con của má đã qua đây để lấy vợ Việt Nam, thành ra má phải bay qua liền để coi mặt con dâu của má. Thành ra khi mà má thấy con rồi đó,
Mà nếu mà má không thích thì má sẽ gọi điện thoại cho thằng con của má không đi qua. Đó. Nhưng mà khi má gặp con rồi á, con vừa đẹp mà vừa hiền, mà biết nịnh hay, thiệt là hay. Nhưng mà có cái tội không đầy đủ thước tất. Má yên chí đi, ba con có dạy con rồi. Ba con nói á, có lấy ai á là phải chung thủy với người đó. Cho nên khi mà con lấy anh cu á, con sẽ ở với anh cu suốt đời. Hay quá anh dạy con, hay quá anh Tư. Chứ sao? Khi nào á mà anh cu chết con mới lấy người khác. Trời ơi, chung thủy. Mày nói là bậy tầm bạ. Có giỡn á chị, tôi đâu có dạy nó gì đâu. Ôi, ôi kỳ vậy. Anh có gì đưa cho ba anh? Xin. Ủa, thằng này là bác của em hả? Cái gì vậy? Thằng á là dùng cho con nít thôi, lớn tuổi hơn mình anh phải kêu bằng ba nha. Xin lỗi mày. Hả? Cái gì vậy? Ba anh, ba. Xin thầy của con là người bác, bố chào bố. À, bố kêu bố. Có gì? Là chị, là chị xui tương lai tôi hả? Đúng rồi. Chị ăn chị ăn đi. Trời ơi chị ốm ăn gì cho mập chị nha. Nè, có ăn thèo lèo nè cho nó trắng nha. Thôi tôi đang diet tôi không ăn đâu anh ơi. Ăn mứt này cho nó đen nè. Tôi muốn ăn mứt bí mà anh không có. À không có hả? À, vậy thôi. Anh đưa ba đi. Cái gì vậy con? Thưa bố. Đúng theo thủ tục bên Mỹ. Con chỉ cần lấy ra một cái nhẫn của Hốt Xoan, quỳ xuống trước cô Kim Chi và hỏi một câu: Will you marry me? Yes. Nhưng ở Việt Nam thì khác. Con không cần hỏi cô Kim Chi đâu, con chỉ cần hỏi bố mà thôi. Ủa tại sao? Vì Việt Nam có câu: cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy. Thằng này giỏi á, giỏi. Và thưa bố, hôm nay là ngày lành, tháng tốt, có má của con đây chứng kiến. Con xin phép bố cho phép con và cô Kim Chi đồng phòng. Cái gì vậy? Anh, Việt Nam á, đám cưới mới được đồng phòng. Ủa thế à, ở bên Mỹ thì ngược lại, đồng phòng trước mới cưới sau. Thôi mà. Ủa mà con, má suy nghĩ tại sao mà con mới gặp Kim Chi mà con đòi cưới rồi? Vì Việt Nam có câu là lấy vợ phải lấy liền tay, chứ để lâu ngày thiên hạ dèm pha. Thằng hay giỏi. Thầy giỏi quá, biết nhiều câu mà tôi không biết nữa đó. Này lễ cưới ra con. Ủa sao có tàu cao không vậy? Không có tiền mặt hả? Thưa bố, con sẽ làm thủ tục đưa cô Kim Chi qua bên Mỹ liền. Ủa lẹ vậy sao con? Ba không, ba yên tâm, con hứa là sẽ đưa cô Kim Chi về thường xuyên để thăm ba, rất đều đều. Được tốt. Cứ 10 năm một lần. À, vậy thôi hai ba đi luôn nha ha. Quá. Con mà đi xa mai mốt á, hai cha con mình á, hai phương trời cách biệt á, con nhớ ba lắm á, ba biết không? Thôi nhớ làm gì con ơi, qua bển gửi tiền gì cho ba được rồi. Không phải, tại vì á, từ nhỏ tới lớn á, từ khi á mà má bỏ ba đi lấy người khác á, tại vì ba keo quá đó. Rồi con mình, hai cha con mình sống với nhau á, rồi mai mốt á, con đi lấy chồng xa, chim kêu dưỡng hú biết nhà ba đâu hả ba? Trời ơi, hai cha con khóc như là dưỡng hú vậy. Xui à, đầu năm Tết mà khóc lóc trong nhà nó không có được hên. Con nó đi lấy chồng cho nó đâu có làm gì đâu, hay đi luôn đâu mà anh làm gì anh khóc lóc. Tôi có con đứa chị ơi. Đây rồi vài năm nó về thì nó sẽ đem cho anh những con cháu ngoại của anh rất là dễ thương. Mà tôi cũng có cháu nội mà tôi sung sướng hơn anh nhiều. Sao vậy? Tại vì mấy cháu nội của tôi nó giống tôi như đúc vậy. Thôi giờ mà vui mình mà đi nha. Vui vậy đó. Nè anh xui, tôi nói vẫn chơi vậy thôi. Tôi có cách để giúp anh. Cách gì? Dễ nhăn chuối gì đó.
tôi sẽ hy sinh cuộc đời của tôi để cưới anh về làm vợ. Cái gì? Về làm chồng để cho hai cha con được ở gần bên nhau. Thôi. Anh nghĩ sao? Không được đâu chị. Xin lỗi chị, tại vì tôi ở mình quen rồi, không bước thêm bước nữa được đâu. Anh chê tôi phải không? Không phải, nhưng mà không được mà. Bây giờ tôi quyết định rồi. Double or nothing. Nghĩa là gì? Một là hai cha con anh lấy hai mẹ con tôi. Hai là mất hết. Ba, kệ nó, ráng thử đi ba. Thử đi, cha con mình mới được đoàn tụ ba. Ba không có quen ăn thịt bò. Cô bây giờ vì tình duyên của con, tương lai của con, cô ba cũng đành hy sinh cái thân già này chứ sao. Anh thấy thế nào? Thấy em nhưng hơi ngợp. Cậu quý nè. Con quyết định gì nha? Ôi, còn có ý kiến con không dám quyết định. Rồi, ý kiến thôi, con quyết định được. Rồi, ba ba, vì ba kẹo quá, ba không muốn xài tiền, thôi giờ hai cha con mình làm đám cưới chung đi. Đúng, làm một lần cho nó đỡ hào. Happy family. Oh, congratulations. Very beautiful husband. Very handsome wife. Wow, Beauty and the Beast. Mày thế là biết cái mày thằng quỷ vậy. Hàng xóm gì kỳ cục à. Thấy mặt tôi là để cái bài Who Let The Dog Out. Tôi đẹp mà. Bữa nay là một trong những divo. Phải để những bài như là anh number one đẹp trai dễ thương. Để ba cái bài ai để con chó ra ngoài là sao. Đó. Thôi. Thằng Roland này tao đập nát cái mixer ra chứ. Không biết nói tiếng Việt không mà con hiểu hay không. Mà cứ thấy mặt mình là để à. Hàng xóm gì, cái gì cũng biết. Có biết điều là không biết thôi. Bực mình, ở đây không nổi rồi, phải dọn đi chỗ khác. Mặt xệ, đứng lại. Mặt xệ mày đứng lại mày. Vừa thấy bạn mặt tôi bà con dỗ quá. Thích hộp đúng không? Dạ, em thợ may. Ở không rảnh đơm hộp vậy đó. Mà mới kịp đơm ở trên, ở dưới chưa có hộp nào. Chờ chút xíu em tâm sự với thằng con của em. Thằng mặt xệ đứng lại mày. Mày điếc hả? Nè, tôi nói một lần nữa cho rõ ràng nha. Cha đừng có ý cha làm cha. Là cha muốn nói gì cha nói. Tôi nói bao nhiêu lần rồi, cha cứ kêu tôi là mặt xệ này, mặt xệ nọ. Kêu ghét rồi hàng xóm người ta cứ quen mặt. Cứ gặp tôi là để những cái bài nhạc toàn là về chó không à. Nó nghĩ sao vậy? Mà mặt mày giống thiệt. Cái gì? Nó nghe cha nói nè. Đó, cái chữ mặt xệ là bà con người ta thương, người ta đặt cho mình. Nó kêu mặt xệ, cho nó gần gũi vậy thôi. Bây giờ con không thích thì cha không gọi ha. Nhưng mà giờ vậy, cha tính á, nếu mà mày làm được cái việc này thì tao nói với bà con hàng xóm cũng đừng có gọi mày mặt xệ luôn. Rồi, chuyện gì cha nói đi. Nè, bây giờ mày thử nói cái chữ râu coi. Dễ ẹt. Nói đi. Râu. Không phải. Râu. 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 Đồng bọn nó hú theo luôn đó. Đồng bọn á. Phải. Mở miệng ra, đánh cái lưỡi lên. Râu. 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 Ồ, quên đánh lưỡi. Đó 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 đó. Râu. 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 Bà nội cha. Y hệt như con chó mặt xệ luôn. Bà con người ta thương, người ta bỏ hai cái chữ con chó
đang lấy cái chữ mặt sệ mà mày không muốn làm muốn cái gì. Nè, cháu đừng có gài game tôi nha. Cháu biết là tôi không bao giờ nói được cái chữ R. Ha, cháu gài tôi ha. Tôi nói thiệt, bởi vậy ở với cha tôi không chịu nổi nữa. Bữa nay tôi nhất định phải đi ra đời. Mày đi đâu? Đi ra đời. Đó giờ tôi chỉ có nghe ga qua, ga Hòa Hưng, ga Sài Gòn. Gần đây thì có ga xe lửa San Diego. Em mày ga đời ở đâu mày? Cha đừng có làm như vậy nha. Vậy là sao? Tôi nói đi ga đời đây có nghĩa là tôi đi, đi ga khỏi cái nhà này. Tôi đi khỏi nhà này, tôi không có đi tới nhà ga. Ra đời phải không? Ra, ra đời. Cười con khỉ. Mày, bây giờ cha nói nghe nè. Con nhiêu tuổi rồi nói đi. 21. Cười cái gì? Thấy chưa? Mới hỏi nhiêu tuổi nó 21. Bà con thằng cười cái rằm. 21 tuổi à con? Con còn bé bỏng lắm. Chụp chân của ma. Ở nhà với cha đi con. Tuổi còn nhỏ lắm, đừng có ra đời. Nè, ta biết tại sao người ta cười tôi không? Sao? Dễ hiểu quá mà. Sao? Tôi 21 tuổi mà mặt tôi già như trái cà. Tại vì ai? Vì ai? Cha. À, sao vì tao? Cha nhốt tôi trong nhà 20 mấy năm. Như là vũ khí đá vậy đó. Trời đất ơi. Thấy chưa? Cái cây người ta vú tôi còn chịu không nổi nữa mà. Ta cứ tưởng tượng đi, cái vú sữa. À. Ta bỏ cho trong lưu, cho vú 5 ngày. Bươi lên, vú teo sữa khô. Cô gì tôi 21 năm tôi vú trong nhà, bây giờ trong người tôi cái gì nó cũng dập mẹ nó hết rồi. Trời đất ơi, cái gì nó dập? Cái tim tôi này cha, nó khô cằn, nó khô héo rồi, thiếu tình cảm cha biết không? Rồi từ từ đi, rồi cha kiếm tình yêu cho bù đắp lại trái tim dập thôi mà. Trễ rồi, trái tim là ở trên thôi. À, dưới trái tim hai trái dập từ lưa rồi. Trời đất ơi. Hai trái dưới dập luôn. Con có lỗi với tổ tiên quá. Nói chung là coi như gia đình mình tuyệt tử tuyệt tông rồi hả con? Qua đây cha coi coi còn sửa được không? Sửa cái gì? Cha mới nói cái gì? Tuyệt tử tuyệt tông hả? Ờ. Làm cái gì mà đến nỗi như vậy? Trời, hai trái nó dập rồi con làm ăn gì được nữa. Hai trái đó là hai trái thận của tôi đó ông ơi. Cái đầu bóng đen tối ghê vậy đó. Hai phải mình rồi. Tao ở dưới người ta cũng tối đen theo mà. Sao mày chửi mình tao? Tao là ông già mày đó nha. Ông này cười dữ lắm nè. Mày chỉ ông đi. 1, 2, 4 có mày đó. Không có tôi, ông không có đâu. Dạ. Con, nghe lời cha đi con. Nghe cái gì? Nghe nè, má mày mất sớm. Nhà còn có hai cha con à. Đừng có đi ra đời. Ngoài đời đường người rất là đông. Thạch xanh thì ít, Lý Thông thì nhiều. Ở nhà với Lý Thông đi con. Gì? Ở nhà với ai? Lý Thông, oh, không. Ở nhà với Thạch xanh mà cha nói lộn. Cái mặt ông là thạch sùng chứ thạch, thạch xanh con khỉ. Nè, ông le cái lưỡi đi con, le đi. Hả? Le đi, nè, ờ ừ. Y thạch sùng mà táp rùi vậy đó. Mày xanh. Giờ mày muốn gì em nữa, ở nhà đi, cha làm thạch dừa cho mày ăn cũng được nữa. Ở nhà với cha nha con. Không thể ở nhà với cha được. À. Ở nhà với cha rất là kinh khủng. Sao vậy? Trong nhà đêm tối khanh thâu. Nhìn cha con tưởng con trâu đang cười. À. Cái gì vậy trời? Nó mới cho tôi làm thạch xanh rồi giờ nó chuyển tôi qua hạnh trâu già lắm. Tiếng Anh là buffalo đó. Trời. Thì sợ mấy thằng Mỹ nó không hiểu sao mày dịch luôn vậy? Rảnh mà. Bởi vì người ta nói đúng lắm. Nuôi con đi. Bởi người ta nói mà. Chà. Nhân giả giả nhân. Nhân giả giả. Giả giả nhân nhân. Thành giả nhân. Mà ông đó. Thầu quýnh thấy bà già mày, mày. Mất dạy. Cái gì? Bây giờ mày cho tao làm cái gì? Khỉ luôn hả mày? Giống thiệt chứ. Bây giờ mày coi nè. Cái thế giới động vật còn con gì nữa mày ghép lên người tao đi. Con nào cũng giống cha hết trơn á. Trời ơi. Thầu quýnh thấy bà đòi mày giờ nha. Thằng nè. Mất dạy.
cha mới mất dạy đó. Trời ơi, cha mới nói cái gì tao nói lại đi. Quên thấy bà nội mày. Trời ơi, lâu bà nội lên chửi cha luôn đấy. Trời, thằng này không biết nó ăn cái gì. Nói mà cái dạy. Gì nó cũng nói được hết. Con ơi con, nghe lời cha nha. Ở nhà đi, có hai cha con mình qua tới đây rồi. Cha lo cho mày ăn học. Học đi con, mình kiếm cái bằng nha con. Dẹp, tôi không có học gì hết trơn. Sao vậy? Tôi nói cho cha nghe, học cho lắm á cũng ăn mắm với cà, học tà tà cũng ăn cà với mắm. À, học cho lắm tâm cũng ở chuồng, học điên cuồng cũng ở chuồng đi tắm. Cái gì vậy? Áo đỏ, áo đỏ khoác ở chuồng lắm hả? Trời ơi, mấy bà thích coi thôi, ông cũng thích coi nè. Ê mày, người ta làm thơ là người ta đem bông đem hoa nè, người ta đem gió đem mây, còn mày làm thơ mày cởi chuồng. Mày nghĩ tướng mày cởi chuồng có ai coi không? Cha không coi, nhưng mà tôi kể dưới này khối gì người coi. Trời nè, bỏ đi con à, nghe lời cha. Sao? Hôm qua nè, cha có đi coi bói cho mày rồi. Nữa, coi bói nữa? Không, mày biết rồi, cái ông thầy Lưu Trung Tử đó, ông coi hay lắm. Nghe. Ông thầy nào? Ông thầy Lưu Trung Tử đó. À, cái ông thầy mà chung vô cái lưu là chết cái gì? Lưu Trung Tử là chui vô lưu chết. Bậy không à. Lưu là cái họ của người ta, chung là cái tên lót, rồi tử là cái tên ta, Lưu Trung Thôi Tử. Thôi cha ơi, cái ông đó ông coi tầm bậy tầm bạ, mà cha tối ngày mới tính dị đoan không à. Coi cái gì mà tầm bậy, ông coi hay lắm. Hay cái con khỉ, nè cha nhớ chưa? Nói hồi gì? Xưa coi cho cha nói là mấy mốt số cha là số hưởng, nghe. Ngồi một chỗ, rung đùi cũng có tiền. Rồi giờ ta làm gì? Thợ mai. Đạp mấy mai chết mẹ luôn. Tiền đâu? Ê mày, tao cũng rung đùi tao có tiền cho mày. Thưa thầy, coi bói là nó phải trừu tượng. À, người ta không thể nào tiết lộ hết thiên cơ, mình phải suy nghĩ. Trừu tượng, phải không? Nhưng mà coi cho mấy người bạn của cha mới là ghê. Rồi sao? Coi cho cái chú Phong Nhĩ gì đó. Cha mà tốt ghê, thiếu gì tên, đặt người ta tên Phong Nhĩ. Phong là gió, Nhĩ là tai. Gió tai là Mày sao kỳ quá à? Kỳ cái gì? Bạn bè tao có nhiều tên Phong, thì tao phải đặt thằng tên Phong Nhĩ để biết thằng Phong này với thằng Phong kia chứ. Đúng. Tự nhiên là thằng Phong sao? Quan trọng là coi chú Phong ha. Đối chú Phong 11 á, lớn lên á sẽ là cái người rành rành gọt về địa lý ha. Thông thạo mọi ngõ ngách. Rồi về lớn lên chú Phong làm gì? Chạy xe ôm chết bà luôn. Ê, tao thấy đúng lớn đâu. Tao thấy đúng mà. Đúng cái gì? Trời, mày có thấy thằng xe ôm nào mà nó không rành rọt địa lý không? Không có thằng xe ôm nào mà nó không nắm địa bàn trong tay không? Trời ơi, coi bối là nó trù tượng. Tao tiết lộ thiên cơ vậy đúng quá rồi, còn gì nữa? Trù tượng cái gì? Còn cái chú nè, cái chú Quốc mới ghê. Chú Quốc sao? Nói mày mốt lớn lên, chú sẽ là người đưa đất nước vô khuôn khổ. Tưởng làm giám đốc hay cái gì? Ai dè, lớn lên cũng đưa đất và nước vô khuôn khổ, làm thợ hồ chết bà nội luôn. Ê, cái này cũng hay chứ mày. Cái này đúng quá chứ. Đúng cái gì? Đất và nước. Ổng chỉ nói là đất nước, ổng thiếu có chữ già. Coi ê, bói mà là thiếu người ta. Đổi cả một cuộc đời của người ta mà người ta nói như vậy. Trời, coi bói là trù tượng mày sao kỳ. Tượng cái gì? Còn cái chú nè. Chú gì? Cái chú Thiên mới ghê nè. Chú Thiên sao? Nói mày mốt chú sẽ lớn lên là một người nắm cả ngàn sinh mạng trong tay. Tưởng ông làm tổng giám đốc hay gì. Ai về bây giờ ở miền Nam chăn vịt. Cả ngàn con vịt đó. Cái thằng này ngộ ta. Ngộ. Dịch nó cũng là sinh mạng chứ bộ. Trời, coi bói gì quá hay rồi chứ còn gì nữa. Trù tượng phải không? Bỏ cái trù tượng đi cha nha. Bỏ đi, con không coi bói gì trơn á. Con có tin. Con ơi con, ổng nói cái tướng của mày sau này sẽ làm bác sĩ. Bây giờ qua tới đây rồi, mình ráng học làm bác sĩ đi con, cho nở mặt nở mày gia đình con. Cha, cha con mình qua đây bao lâu rồi? 3 năm. 3 năm mà cha làm như là 30 năm. Hả? Bây giờ con nói chuyện với người ngoại quốc, con phải dùng động từ tu quơ mà. Thấy chưa? Học bác sĩ 13 năm mà sao con học nổi? Dẹp, con không học. Mày không học bác sĩ, mày học dược sĩ đi. Không học luôn. Mày làm nha sĩ đi. Dẹp, không học gì hết. Mày kiếm cái gì sĩ mày học cho con nở mặt nở mày gia đình đi. Được, tôi sẽ học một nghề. Nghề gì? Ca sĩ. Mày làm ca sĩ. Thế sao? Ê, mày biết hát không? Biết hát từ hồi nhỏ. Tiềm năng ẩn. Cha không biết. Trời, sao tôi không biết vậy? Ê, hát thử coi. Nói chuyện với cha. Bây giờ cha biết là cái loại nhạc đang thịnh hành nhất bây giờ là nhạc gì? Nhạc gì? Đó là nhạc bolero.
Nhạc gì? Bolero. Bây giờ tao mới thấy cái công hiệu của cái mày nói không được cái chữ R đó, nó đặt đúng chỗ này luôn đó. Sao? Thường thường cái bolero nó rất là bình dân và bình thường. Còn mày tự nhiên mày kêu Bolero. Trời ơi, tự nhiên thấy nó một trời ba ghi vậy. Thấy nó sang hẳn ra luôn vậy. Hát Bolero. Quá sang. Đỉnh. Cha chịu. Hát liền Bolero con. Ok. Bằng nhạc nó mất hết trơn rồi. Nghe mày hát đi toilet luôn rồi. Không cần. Con tự làm nhạc được mà. Hả? Beatbox. Hát Bolero. Beatbox. Beatbox. Dạ. Ờ đừng beatbox. Làm thử đi con. Vô. Tưng 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 tách tách tùm tách tùm 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 tách 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 tùm tách tùm 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 tách 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 tùm 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 tách 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 tùm 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 tách 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 tùm 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 tách tách tùm tách tách tùm 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 tùm. Sao bánh tôi? Cái nữa tao đọc này vô trong miệng mày cho mày tắt họng luôn. Gì vậy? Trời ơi sao hát đi cứ tắt hoài vậy ông nội, bích tắt hoài vậy? Nhà quê quá. Ca sĩ muốn hát phải có ban nhạc, nó phải dạo nhạc intro chứ cha, làm gì vậy? Trời ơi intro 3 khuôn, 4 khuôn là mày 16 khuôn mày chưa chịu vô nữa. Cái ban nhạc The Brother này nó bánh dài lắm. Bà con ta nôn nóng lắm, hát liền đi con. Vô, vô liền, bô là go. Tưng 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 tắt. Mày vô không mày? Vô. Có thương có nhớ quê nhà, về mà nghe giọng cổ nhớ hoài, tình anh như nước con sông dài, con nước về cho cây trái trổ bông, bông xanh bông trắng rồi lại vàng bông. Ơi người ơi, bông lê cho bằng bông lụ. Ơi người ơi, ơi chim sao mồ côi, chim sao mồ côi thương em mà anh đợi, đêm trắng cò than nghe trái tai tê, lòng mẹ bao la như bia đầu. Bây giờ cái đầu mày con mưa mày đã tôi siêu dính ngã ba rồi đó nha. Không có bao nhiêu tiền mà nội thương đó nha. Chứ con hả? Tự nhiên đạp con vậy. Trời ơi mình đi hát cái gì mà cái bài hát nó không có đầu dính đâu hết vậy. Đây là một bài hát bolero có tên là liên khúc gắn kết, có nghĩa là lượm khúc này khúc nọ gắn vô cho nó dài. Trời đất ơi, hiểu chưa? Bỏ, gì? Bỏ. Không được hả? Cái vụ ca sĩ tôi thấy không xong rồi. Nè, nghe cha nói nè. Ca sĩ không phải dễ làm đâu con. Ừ. Ngoài thanh sắc vẹn toàn ra, ừ, ca hay nhảy giỏi ra, người ta còn phải có cái duyên số nữa, phải có kiến thức về âm nhạc. Nè, con biết không? Mình học bác sĩ là mình ra làm bác sĩ, ừ. Mình học giáo sư là mình ra làm giáo sư, ừ. Mình học kỹ sư là mình ra làm kỹ sư. Còn mình học ca sĩ là mình chưa chắc vậy mình đã làm ca sĩ. Biết không? Cũng chưa hẳn như vậy. Tại sao? Có nhiều người học luật sư mà bây giờ ra trường làm MC. Của ai vậy? Nguyễn Cao Chị Duy. Cái trường hợp đó nó ngoại lệ. She's the one and only one. Không phải ai cũng được giống như her. You know. Con ơi, nghe lời cha, mình bỏ cái sĩ đó đi, mày kiếm cái sĩ khác mày học giùm tao cái đi. Ok, có ngay, ừ. Con sẽ học làm nêu sĩ. Sao thằng này nó dùng nhiều cái từ lạ quá ta? Có ê, nêu sĩ là gì? Bình thường, làm nêu, có nhiều tiệm, bỏ sĩ cho bằng nêu sĩ. Nêu sĩ? Ừ. Mày học nêu rồi nào? Con học nêu. Lấy tướng ra đi học học nêu. Cái tướng nó như con heo nọc vậy mà đi học nêu. Được không? Được hết á. Con biết làm rồi hả? Biết. Mà con nói cho nghe, người yêu của con là chủ tiệm nêu luôn. Trời tụi ơi. Con thương nhau. Bây giờ tính là mua ao, rồi sẽ cố gắng cày. Một năm mở một tiệm, 2 năm mở 5 tiệm, 5 năm mở 10 tiệm, 10 năm mở 20 tiệm, 100 năm mày mở nghĩa địa đi. Cái gì kỳ vậy? 100 năm mày chết queo rồi. Mày mở cái gì? Bị hố cha ơi. Đó. Được không con? Nó nghe nè.
Người yêu làm neo hả? Dạ. Tao thấy vậy cũng được. Cha yên tâm, tụi con sau này sẽ cố gắng cày, thống lãnh, nắm cả thị trường neo của nước Mỹ. Trời ơi, lúc đó con tuy không làm bác sĩ nhưng có tiền tỷ, có cuộc sống xa xỉ, đời sống hoan hỷ. Đó là một ý tưởng hoàn mỹ. Thôi đi cái thằng khẩy. Nói ba cái chuyện về quỷ không? Gì? Mà tao nghe cũng chí lý. Ê, nghe nè. Dạ. Hôm ấy con nói với người yêu con đừng có mua ra gì hết á. Kêu người yêu tới đây rồi mua in vô ở chung luôn đi. Mua in? Ừ. Rồi coi như là chỉ cha làm neo luôn. Là sao? Cha không có muốn rung đùi nữa. À. Cha muốn rung tay. Là cái gì? Vũ. Hay quá. Để con kêu người yêu. Nãy giờ chờ con ngoài. Vậy hả? Kêu vô đi. Alo, honey. Vô đi cưng. Vô đây. Trời ơi. Thà. Dạ, con chào cha. Ừ. Mày 3D hả? Bây giờ mới biết sao. Lâu rồi, sao lâu rồi. Cha hãy nhìn cha. Tao sao? Mặc pyjama, đính hộp kim sa, chả trách gì con là chim đa đa. Mày là chim đa đa? Ừ. Còn nó là chim gì? Dạ, con là chim le le. Dễ thương quá. Le le. Nè cha, cha làm gì vậy? Tao thấy cái lưỡi của nó lè là tao ghê quá. Cha thấy ghê nhưng mà con mê. Nó bị trắng trợn vậy. Nè cha, hồi nãy cha nói con làm ca sĩ hát không hay đúng không? Xin giới thiệu cha, người yêu con ca là đỉnh linh đỉnh luôn, điển của điển. Hát luôn chứ sao? Dạ, hát thử nghe. Vừa coi. Là neo sĩ mà vừa là ca sĩ luôn. Đúng. Hát cho cha em nghe đi. Dạ, ok, con tặng cha một khúc nha. À, coi bài gì đây? À, con có bài này. Tôi muốn lại xa chuyện đời. Tôi muốn quên đi loài người. Tôi ước mơ trong cuộc đời không có đàn bà. Dạ. Cha xác nhận được giới tính của mày rồi. Nó hát cái bài là coi như là lộ giới tính ra liền. Nó hận đàn bà là nó phải yêu đàn ông thôi. Mày bớt diễn lại chút xíu được không? Tao ngói quá. Nó nghe nè. Sao cha? Nó là ca sĩ phải không? Dạ. Đẹp trai quá. Dễ thương. Chắc gì nó yêu mày thiệt. Tao thấy mày yêu nó không à. Giờ mấy hai đứa chứng tỏ tình yêu được không? Tao muốn cho sao? Tao tin, cho tao tin vậy đó mà. Tao muốn sao? Mày hút cái chốc được không? Chuyện nhỏ. Được. Trời ơi, trời ơi. Cái gì vậy trời? Lãng lắm. Nó trợ cái môi em luôn. Nó là hung á hả? Hung đó cha. Tao thấy mày nhà qua hửi không chứ. Cha ở đây đông người lắm. Hung tráng thôi. Hung xuống dưới một chút á. Con Yến vợ nó thấy quýnh con chết mẹ. Gì vậy? Tao được không cha? Tụi con thương nhau thiệt tình đó mà. Được rồi. Đâu. Đè nén xuống, đè nén xuống con. Kìm hãm thú tính lại con. Con đè lâu lắm rồi. Là sao cha? Giờ dày. À, anh à. Em nói chuyện với cha rồi. Mình khỏi cần mua ra, mình mua vô. Ở chung với cha. Baby. Sao? Mình không có nói như vậy. Nói sao? Mình dọn ra hoặc là mình dọn vô.
chứ mình không có mu ra mu vô như người ta, kỳ lắm. À, cái chữ mu nó kỳ đúng không? Kỳ lắm. Rồi, mình khỏi dọn ra, mình dọn vô, ở với cha. Dạ. Được không cha? Cha. Trời ơi là trời, duyên phận.